tay nó bừa nó đút vô cái cửa của người ta vậy nè, người ta không thấy, người ta kép lại đó ha. Máu chảy gồng 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 mà cái tay là xanh dờn luôn, không biết đau. Không biết đau luôn. Đấy, đấy như là trái chuối nó nở luôn. Trời ơi. Mình nó không biết đau. Mà bác sĩ cắm cái lưỡi kêu đó, nó đè lưỡi cắm đứt khúc luôn á. Đứt cái lưỡi luôn hả? Ừ, đè kêu đè lưỡi rồi. Đi nguyên luôn đó. Đâu đâu đưa chú coi lại. Le lưỡi nè. Rút móng rồi bỏ đó hả chị? Rút móng bỏ luôn. Le lưỡi cho chú coi. Nè le le mắt tiêu nè, khúc mà nguyên cái lưỡi mắt tiêu. Le lưỡi chú coi nè. Le lưỡi bà mạnh lên cho chú coi được không? Mắt khúc nguyên vậy nè. Chào Vui Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Vui Hồ đang có mặt tại thị xã Tân Uyên, thuộc tỉnh Bình Dương. Và trong cái ngôi trọ như thế này thì có một hoàn cảnh của một bé khá là đặc biệt, đó là bé không có cảm giác đau, cô bác quý anh chị. Và để tìm hiểu thực hư như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng theo Vườn Hồ để tìm hiểu và thăm hỏi. Phía trước mặt hình ảnh của cô bác quý anh chị đó là cô Phượng và bé Ánh. Thì mình được biết một số thông tin là bé Ánh này thì năm nay thì khoảng 13 tuổi và bé đang mắc một cái căn bệnh gọi là cái căn bệnh không biết đau hả cô Phượng? Dạ, không biết đau. Dạ. Dưới nó sốt là 40 mấy độ không à. À. Ở quê của mình thì ở đâu hả cô Phượng? Ở Long Xuyên, An Giang. Ở Long Xuyên, An Giang. Bé thì mắc cái căn bệnh là không biết cảm giác đau cảm như giác thế nào. Cảm giác đau như người ta. Từ lúc bao nhiêu tuổi ha? Từ cỡ cô Phượng? 1 tuổi mấy, 2 tuổi mới biết nó không đứng có biết đau. Đứng lên. 1 tuổi mấy, 2 tuổi là không biết đau. Dạ. Sao mình phát hiện được cái căn bệnh của bé? Tại vì là nó không có biết đau cũng như là nó gãy tay gãy giòm, nó không có gên khóc như nít người ta. Ừ. Nó không có gên khóc, mình thử rồi mới là nói nó không cảm giác không biết đau. Dạ. Chứ người ta như mổ cái giò gãy 3-4 khúc này nè là người ta gên, người ta đau, nhất là mình chăn hu dữ lắm rồi mà nó không có biết đau, mình thử để ý nó không có gên đau như con nít người ta. Dạ. Mới biết. Gãy cái giò 3-4 khúc đâu? 3 khúc luôn. Mà giờ nó lành được nè. Dạ. 3 khúc luôn, nó mổ 2 lần luôn. Mà nó không có biết đau. Lúc mà bé gãy giò thì lúc đó là bé bao nhiêu tuổi hả chị? Gãy cô? Giò nó là 3 tuổi mấy, 4 tuổi rồi. Dạ. Nó đứng rồi nó sụp nhẹ xuống đó mà cái xương nó mục, nó gãy. Ờ, con ở đây đi, ở đây đi. Ở đây cho chú quay đi. Chú... Anh có đi học không? Dạ không. Ba mẹ luôn đây. Ở đây là cô là mẹ của... đi làm chưa về. Dạ. Thì quê của cô là ở An Giang. An Giang. Thì cô lên đây làm được bao nhiêu năm rồi hả cô Phượng? Lên đây nè, nói chung là sanh nó được 2 tuổi mấy, lên đây tới giờ. Dạ. Và ngoài cái tình trạng là cái việc mà bé gãy chân là bé không biết đau thì có dấu hiệu nào là cô thấy là bé không biết đau nữa không? Dạ, nó không biết đau là cũng như là yếm như tay chân đó nè. Chú thấy nè, móng tay nguyên nó ướt bỏ. Trời ơi. Nó gứt cây vậy nè, nó gứt con dục vậy nè, máu chảy gồng gồng gồng. Ôi. Nó không chạy, không biết đau. Trời ơi. Cái cổ chỏ nó lành gội trơn phải không, là nó lấy cái kéo nó hết một lỗ không hết nữa. Ôi trời ơi. Kẹp vô cái cửa hả, máu nhiễu gồng gồng. Cái tay nó bừa nó đút vô cái cửa của người ta vậy nè, người ta không thấy, người ta kép lại đó ha. Máu chảy gồng 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 mà cái tay là xanh dờn luôn, không biết đau. Không biết đau luôn. Đây đây. Đâu à? Qua đây nè. Trời ơi, lấy nước cho chú chút mà, lại đây nè. Lấy chút chú uống. Lấy nước. Mình đồng giả sắc mà. Mình đồng giả sắc. Ừ, đây đầu của nó, nó đập vô tường á, là ở đây nè, nó mềm èo như tới chuối luôn á, mà nó không đau. Chị này nè, coi là nấu nó chết là chở về rồi đó. Thấy tội nghiệp lắm. Nó chết biết nhiêu lần rồi đó. Vậy hả, cái đầu đập vô tường mềm luôn mà không biết đau. Mềm như cái chuối mà nó mềm chích cục. Nó hở như là trái chuối nó nở luôn. Trời ơi. Mà nó không biết đau. Mà bác sĩ cắm cái lưỡi kêu đó, nó đè lưỡi rồi, cắm đứt khúc luôn á. Vậy giờ. Đứt cái lưỡi luôn hả? Ừ, kêu đè lưỡi rồi. Kêu đè lưỡi rồi. Khúc lưỡi luôn, xéo như bánh bò nè. Trời ơi. Nó không biết đau gì á. Trời ơi. Quét giữ tôi giỏi ra nè. Quét giữ vậy. Ôi ơi. Mấy người này gành hết. Trời ơi, lấy nước cho chú ở đây nè. Cũng ở chung sớm này nè. Vậy nè. Lại chơi luôn. Như vậy thì đối với bé, bản thân cô bé thì rất là nguy hiểm chứ không phải là một chuyện đơn giản, tại ảnh hưởng đến tính mạng của bé. Đâu có thả nó đi được chú. Chú cảm ơn. Cũng như là giữ rồi tò chứ như chú để thì nó quýnh con ta. Anh ơi, là chú biểu nè. Đi lại đây đàng hoàng coi. Dạ được. Nó quýnh con người ta thì biết đau, mình sao bắn vốn chứ còn người ta chém quýnh nó có sao đâu. Nó giả mình, người lớn này nó giả. Ừ, giả mà nó dùng lớn gì đâu. Quýnh con mắc thở ra. Ồ, vậy hả, đánh mạnh lắm hả? Nè, nè, đưa cho chú coi nè, bàn tay nè, không còn móng, y nguyên luôn đó. Đâu đâu, đưa chú coi lại đây. Le lưỡi nè. Rút móng rồi bỏ đó hả chị? Rút móng bỏ luôn. Le lưỡi chú coi. Nè, le le mắt tiêu nè, khúc mà nguyên cái lưỡi mắt tiêu. Le lưỡi chú coi. Le lưỡi bà mạnh lên cho chú coi được không?
mắt khúc rung gì nè, uống nước mẹ ơi, uống nước chút. Cái việc mà hiện nay thì bé còn thường xuyên là phá hoại cái cơ thể mình nhiều không? Nó bình thường vậy đó, nhiều khi nó nóng quá này kia cái đó, nó ngà lấy kéo qua hớt. Trời ơi, con chó nó nè, nó biết nói hen là nó có chút xíu xíu à, nó leo lên trên chơi vậy nè, nó bước xuống cái hộp cái gãy cái giò ra luôn, mà nó không khóc không gì chứ, gãy lòi xương nó luôn á, khóc rồi kìa chị Hai, khóc rồi kìa, mà nó không khóc không gì luôn á. Ôi ơi, vậy thì bác sĩ nói như thế nào hả cô? Bác sĩ khám không ai biết bệnh gì hết. Vậy hả? Vậy ta động Di đồng một luôn đó, đi 2-3 lần luôn. Đi nhà ngủ đi. CT đầu cũng bình thường mà não cũng bình thường, cái gì cũng bình thường chứ. Còn thử mà đi ra mà bệnh viện tư đó là biết bao nhiêu lần mà ta không biết bệnh gì. Không biết bệnh gì luôn. Dạ, không biết bệnh gì. Ừ, vậy thì mỗi lần đi vậy thì bác sĩ có cho thuốc uống gì không? Thì cũng mình cũng bác sĩ cho thuốc đem về rồi mình giờ nó sắp tới giờ này là kỳ tích dữ lắm rồi. Trời ơi. Chết đi sống lại là nói chung ra cũng có chục lần rồi. Mình đồng ra xác là kêu là nó đó. Nghe được một số thông tin là của mấy cô đây nói là việc điện giật là không sao không luôn hả? Điện không có tay khép đen xì đó mà nó ổ điện ơi. Nó đang chạy ngang có ngoài đường lộ, xe đang chạy ngang ngang cái dèo, chạy ngang cái dèo ha. Rồi bắt đầu là chiếc xe nó văng đi là nó văng luôn, nó đứng lên đi bình thường. Trời ơi. Không, tại vì vậy chứ quê. Chú thấy đi ngón dòi nguyên nè mà chạy dắt dò cái là cắt từ ngón hết trơn. Ta văng cắt dò bỏ luôn đó hả? Từ ngón bỏ luôn chứ không phải là tự cắt nhà luôn chứ không có đi bác sĩ luôn đó. Đi nó dắp cái gãy cái giò ra lòi xương ra cái lấy kéo cắt ngang mẹ. Đủ 10 ngón giò đó mà nó cắt bị làm gì thôi 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 nè đàng hoàng đi đàng hoàng cái chú lên đại cà lẽ đi. Trời ơi trời, nghe mẹ chị em nghe kể thôi mà tự nhiên được. Nhưng mà việc mà bé bị như vậy đó thì vết thương của bé mau lành không? Lâu lành lắm, một chết thẹo vậy đó, từ mấy năm trời mới lành đó, chứ phải như con tan tháng nửa tháng đâu. Còn đường nào chứ, móng tay là mượn móng nguyên chân luôn mà giờ không còn móng nào rứt bỏ chân. Nó nhỏ là nó bình thường à, như mình vậy thôi mà nó té như vậy luôn. Từ 2-3 tuổi thì phát hiện qua cái bệnh của bé như vậy. Dạ. Còn nó nóng như con ta thì 39-40 là sợ không, nó từ 45 độ ăn lên không. Nó không có sụp mất. Ồ kỳ lạ ha. Còn ta sợ giật, còn mình không có sợ giật, nó là nó hút hẳn. Từ 45 độ trở lên. Từ 45 độ ăn lên không à. Ừ. Còn nó vô thôi, bởi vì nó vô trong thùng nước bự không, nó ngâm đôi ba tiếng ngồi nó mới ra. Nhiều khi ta lại thấy bác sĩ khám nóng quá chị. À, nóng quá trời là lao sợ giật. Nó không có giật đâu chị ơi, sao chị biết 40 độ ăn lên. mà bác sĩ là sợ gục sợ mình. Trời ơi, trời mấy ba mấy má gì vô hết đây. Rồi bé có đi học không cô? Không dám cho học. Tại vì cũng như là nó cũng ham học lắm mà đi vô sợ nó quýnh con người ta. Dạ. Rồi mình không có tiền thường. Chứ quýnh người ta cái xiển niệm luôn á. Vậy hả? Nó vui thôi, nó vui, nó hỏi đàng hoàng lắm, thưa dạ là đàng hoàng. Vậy là thì cái tính tình của bé thì rất là nóng. Thôi khỏi đi. Người ta quýnh nó hình hình không sao, mình sợ quýnh con người ta không có tiền thường. Rồi từ bé giờ là bé không được đi, không đi học luôn. Không bây giờ em chờ đi. Thả ra đây không dám thả. Điện thoại coi làm cái gì nó làm lên cũng được hết trơn luôn. Ca bản nào không biết đó là ca cho chú nghe bản rồi đem. Có con. Ca hay lắm. Bản nào biết chứ. Đứt cái lưỡi mà chú nói là nó đớt cái không, nó không đớt, nó ca bình thường. Ồ tự rút móng tay móng chân của mình ra bỏ luôn. Dạ dạ. Móng giò thì tự động là 10 ngón y nguyên đó mà cắt bỏ mấy ngón à. Tại vì nó dắp rồi cái dạng thịt nó không có được lành đó chú. Nó để hoài. Cắt với nó lõm là nó gãy cái giò là tưởng đâu gãy cắt khúc cái gì nè. 10 ngón tay tôi cùi sạch trơn. Bị quá đắt ca đó. 10 ngón tay tôi làm hết trơn. Ôi trời, một cái căn bệnh mà có thể nói là ở nước Việt Nam là có 102 luôn á. Cái lưỡi nó cắn xa lắm chứ bộ, xa xéo như cánh bò xa đó. Có khi nào mà bé xâm hại cơ thể của bé thì chị gặp không, hay là xong rồi chị mới gặp, cô mới gặp? Đây cũng như là nó bị gãy lìa, còn da với cái xương nó dính mà kiểu như bác sĩ thì nối lại thì nó không có được lành. Dạ. Rồi cắt thì người ta không chịu cắt, mình cắt luôn. Trời ơi trời. Là chú quay cắt thôi. Làm luôn rồi. Là bé không có biết đau đớn gì đâu. Không biết đau. Chứ phải biết đau sao dám cắt. Chứ mà mình để thì nó không lành, ăn nguồn hoài. Mình thử cắt. Cái giò nó gãy mà đa băng bột vô tường. Cái chân của bé Ánh là đi không có thẳng. Không có thẳng được, tại vì cái giò gãy đó đó, nó rút qua luôn. Rồi cái giò này. Còn.
không sắt lấy ra rồi, tại vì mổ mới có một tuần lễ là nó về nó trèo leo lồi cục sắt, lồi cục bự luôn rồi mắt mổ một chập nữa rút rồi sắt luôn. Trời ơi trời. bởi vì mới giữ năm mấy hai năm trời mới đi được cái giò chứ không thôi rồi nó cưa luôn tới đây nữa. Nói chung 3 tỷ lắm mấy nuôi nó được vậy chứ gặp phải việc của bé như thế này là phải chăm sóc rất là cực. Đây giữ nó xuyên suốt. Đặt nó là bác sĩ Phượng. Ôi ôi ôi. Nhà này đủ hết. Dạ, đây là bác sĩ Phượng trị cho Ngọc Ánh. À, cô chó kìa đưa chú qua ngày hôm qua còn hớt cho lòi ra. Qua hớt lòi ra. Lấy cái kéo hớt nhấp mắt giật qua kéo. Thường thì bé làm cái công việc đó là xâm hại cơ thể của mình là buổi tối hay là ban ngày? Ban ngày ban gì miễn nó hớt là nó giờ nào lên là lấy nó hớt à. Trời ơi trời. Cách nào đưa chú coi cái cùi chỏ rồi. Cùi chỏ cho chú coi nè. Lành nè, lành rồi đó mà nó lấy kéo qua nó hớt. Hớt nữa hả? Nó hớt. Nè lành. Lành được như cái bên đây rồi nè, mừng mừng rồi đó mà nó muốn hớt là lấy kéo nó hớt rồi qua máu gồng gồng bên đây. Rồi mất máu nhiều rồi sao cô? Bình thường. Nóng như chó vậy. À, giờ cái chân con ngón của bé này là bé hơ. Cái ngón cái bự lắm đó chú mà hớt rồi nó rút vô á. Nó ăn mấy năm trời tính bác sĩ cưa tới đây nè. Rồi thấy vậy sao thuốc công đó nó lành rồi nó rút lại được nè. Trời trời. Tính là cưa tới đây rồi nè. Bác sĩ nó có gỡ khớp đâu phải gỡ ở đây đâu, gỡ ở đây nè. Tại như là nó ăn buồn. Nó không có được làm thịt. Ôi, cởi tự nhiên mà bác sĩ thì mình nói ngay ra là khám cũng bao nhiêu ông ta không biết bệnh gì. Mà lại bác sĩ thì bình thường không à. Bình thường đó. Bác sĩ thì nó cơ thể bình thường. Bình thường hết trơn, não bình thường, CT đầu cũng bình thường hết trơn. Nó chỉ là không biết đau rồi nó làm mình ơn. Là cô Phượng là có mấy người con? Ba có hai thằng anh đó, thằng nãy đó với nó mót đứa gái đó. Dạ. Mót đứa gái. Hai người anh trai. Dạ hai người. Hai người anh trai thì cái trạng thái bình thường không có. Bình thường dạ, không có gì hết không trơn. Không có gì hả? Thấy cái cơ thể của bé là không có chỗ nào lành lặn hết à? Đó. À. Giờ này cũng bị phỏng hết trơn mà lành được nè. Dạ. Phỏng bô xe nè, không có biết đau mà nhào cái bô lên nè. Dạ. Cái này không mà hai năm trời mới lành cái bô xe nè. Bị nó đẩy cái hết biết luôn về cái đầu nguyên miếng da. Thấy vô tắm xong mà lột da vậy mà nó không biết đau chứ. Dạ. Rồi cái thấy gì mới đắp người ta chỉ thuốc rồi. Mà mấy năm trời mới lành được cái đường. Rút ba này là ba cái phỏng xe. Đâm đầu là chạy thì không biết nóng nãy chứ. Dạ. Trời ơi. Thấy khổ ha. Thì hôm nay thì em đến đây á, em thay mặt cho anh Hùng ở Úc. Dạ. Thì em có gửi cho bé, tại cái máy nó đứng em, mọi người thông cảm, gửi cho bé 1 triệu để mà cho bé cảm ơn anh Hùng đó với Mạnh Quân giúp dạ. Đỡ cho bé Ánh, em cũng cảm ơn. Dạ. Giờ móng tay nè mọi người, đâu đưa chú coi. Đây là đưa chú coi móng tay đi. Đó. Cực kỳ luôn. Là bé tự móng tay bé tự rút luôn à. Nó rút anh với mượn móng hết trơn. Rồi cắt tiền đi, bỏ vô túi đi. Rồi ca chú cảm ơn chú đi. Hùng đi, rồi ca con, luôn. Con cảm ơn chú Hùng rồi nói cho vô đó kìa. Con nói cho vô đó kìa. Lẹ. Nói nói ơi, nói gì coi. Con cảm ơn chú Hùng. Lẹ. Cái lưỡi kìa. Con le lưỡi cho chú coi luôn rồi. Thương lắm. Nói chung là rất là đẹp gái luôn. Con nói cảm ơn chú Hùng đi con. Làm đó kìa. Lẹ nấu đi mẹ thương lẹ đi con. Nấu đi cho coi cho chú đâu Hùng nghe. Trời mẹ nói. Con nói nè, con cảm ơn chú Hùng. Bé có lẽ là ít giao tiếp với mọi người nên cái việc mà bé cũng ngại hay chị ha. Dạ nó ấy. Ở đây thì như người này con, kia nó gần hết trơn rồi. Cảm ơn chú Hùng. Con hát tặng cho chú Hùng cho bài. Số tiền mua sữa mua bánh mua ăn nha. Cảm ơn chú Hùng. Rất là ngại luôn. Nè tay chân nè mọi người, bé tự hớt tự bé năm nay thì mới có 13 tuổi thôi. Yeah. Vì cái căn bệnh của bé mà cô sợ bé đi học rồi đánh mấy bạn nè. Thứ hai là cái việc mà thân thể của bé thường xuyên phá hoại cái thân thể của mình đó thì nó cũng không có an toàn. Và cái việc mà canh của bé là canh giữ bé rất là cực luôn mọi người. Bé thì rất là ít giao tiếp nên là nữ và việc gặp người lạ thì cũng ngại đâu ha có cô. Dám cho nó ra đâu chú. Dạ. Không dám cho nó ra đường. Đối với cô vậy thì việc săn sóc bé như thế nào? Khó lắm.
nó dạng nó ra đường rồi nó đưa đi, nó không có biết né xe tránh xe. Rồi thêm cái nữa là nó đi rồi cái nhiều khi đó nó ham chơi, nó không có chịu về trọ, đi hoài đi rồi đã đời rồi nó chọc nuôi con người ta này kia đó, rồi sợ bị quýnh con người ta này kia. Chứ còn cái dạng như người ta quýnh nó không có sao, mình chỉ sợ quýnh con người ta này kia, con người ta con cưng người bởi giữ nó tò tò. Như giờ này thì có chú rồi còn mở giò ra, không có phá giò lại không à. Phá giò lại hả? Dạ phá giò lại. Lấy dây xích với cọng dây á, cọng dây với chị phá á. Mình phá giò lại, đi đâu cũng phải phá giò. Chừng nào mà công chuyện gì á, mình có không, mình đâu có dám để những cái vật sắc nhọn gần cơ thể, gần bé hả? Không dám. Cũng như phá giò rồi không có dám để như kéo hay là này kia, có dao này kia. Nó chơi rồi nó không có sợ kiểu như đứt tay đứt chân á. Nó làm thí mà nó có kể gì chứ. Với chối nó lại cái miệng có cái kéo nhỏ đó, nó làm bộ nó lấy ra đặng nó hớt mì ra ăn nó này kia, là bắt đầu có nó nhấc cái đầu gối cùi chỏ nè, máu mềm lum như cái đầu la đó, cái đó nó nhấp một chút thôi chứ có gì đâu. Trời ơi, có nhấp nó làm hoài à. Thịt da của nó rồi không có đứt, không có cho lành nổi. Dạ. Nó có lành như con người ta. Ừ. Chăn ngu dữ lắm là mới được lành thôi. Cái giò của nó là dữ dữ lắm, mấy năm trời mới được làm. Tưởng đâu ngồi xe lăn luôn suốt đời nữa. Dạ. Nó thịt da của nó ngộ quá, không lành mà bác sĩ khám biết nhiêu mà không biết bệnh gì chứ. Rồi tắt đi, chú qua đây chú nói chuyện thôi. Con tắt điện thoại đi. Tắt đi. Lẹ. Rồi qua đây chú nói chuyện. Rồi chú chào con, chào ảnh rồi nha. Dạ. Bye bye. Hát không? Hát tặng câu không? Con ca đi, con ca cho chú ngang bản đi. Ôi, không hát đi. Rồi, không biết hát rồi. Vậy là mơi mốt không có đòi hát nha. Thôi vậy thì chắc có lẽ là con chào cô ha. Dạ. Chào cô, con chúc cô luôn có sức khỏe. Dạ. Dạ, dạ cảm ơn chú. Dạ, thôi một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những video clip sau. Xin chân thành cảm ơn anh Hùng là Việt Kiều Úc đã hỗ trợ cho bé những cái chi phí cho bé sinh hoạt hàng ngày. Rồi, cảm ơn, chào, bye bye.